Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ung thư tuyến sáp được xếp vào nhóm ung thư có thể phát hiện sớm. Có người có thể sờ thấy khối u ở cổ, thấy cổ to ta đau ở vùng cổ, khó thở, ho kéo dài, khàn tiếng. Nếu thăm khám và phát hiện sớm thì kết quả điều trị sẽ rất tích cực. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về căn bệnh này để có thể có cách nhận biết và điều trị kịp thời. Thông tin cụ thể được đăng tải trên báo điện tử dân trí.com. Ung thư tuyến giáp trạng là gì? Tuyến giáp là tuyến nội tiết nằm ở giữa cổ, gồm hai thùy nối với nhau qua eo giáp trạng, có chức năng tiết ra hormone giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển. Ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh thường gặp ở vùng đầu, mặt, cổ ở cả nam và nữ giới. Phụ nữ bị ung thư tuyến giáp nhiều gấp 3 lần nam giới. Ung thư tuyến giáp có thể xuất hiện ở bất cứ lứa tuổi nào phụ nữ hay mắc bệnh ở độ tuổi 45 tới 49, trong khi nam giới là 65 tới 69. Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc bệnh viện Ca Trung ương, trong hầu hết các trường hợp mắc ung thư tuyến giáp, người bệnh tự phát hiện ra một khối u hoặc khối hạch ở cổ nên đi khám. Xong cũng có những người không có biểu hiện bệnh gì cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Những biểu hiện của ung thư tuyến giáp, nếu có một trong những biểu hiện dưới đây bạn nên nghĩ đến ung thư tuyến giáp và đi khám sớm. Phát hiện thấy một khối u ở cổ hoặc thấy cổ to ra, đau ở vùng trước cổ, khàn tiếng hoặc thay đổi giọng nói kéo dài, khó thở hoặc ho kéo dài, bạn nên tự khám cổ của mình hai lần trong một năm để xem có khối u nào ở cổ không. Cách chẩn đoán ung thư tuyến giáp Chẩn đoán qua triệu chứng bệnh, ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu phát triển khá âm thầm, hầu như không có triệu chứng đặc trưng. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể phát hiện ung thư ở tuyến giáp nếu thấy khối u vùng cổ khi soi gương, đeo dây chuyền, đóng quy cổ áo hoặc bị đau cổ, hàm hoặc tai. Đến giai đoạn sau khi nhân tuyến giáp đủ lớn, nó có thể chèn ép vào khí quản hoặc thực quản gây nút vướng, khó thở, khàn tiếng hoặc nổi hạch vùng cổ. Phát hiện u giáp tình cờ qua siêu âm khám sức khỏe, lấy máu xét nghiệm nhằm đo nồng độ TSH, hormone kích thích tuyến giáp. Xét nghiệm chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để xác định chẩn đoán bệnh. Các nguyên nhân gây bệnh. Bệnh nhân được điều trị tia xạ lúc bé khi có u đơn nhân giáp trạng dễ nghi ngờ ung thư. Bệnh nhân sống gần biển nơi có đủ iốt trong thực phẩm khi có u đơn nhân giáp trạng dễ bị ung thư hơn so với những nơi thiếu iốt. Bệnh nhân có u đơn nhân hoặc đa nhân giáp trạng. Ung thư tuyến giáp có thể chữa khỏi không? Ung thư tuyến giáp có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Tiên lượng bệnh tốt hơn so với nhiều loại ung thư khác vì loại tế bào biệt hóa tốt, dạng nang, dạng nhú có mức độ ác tính thấp, chiếm tới 90% trong các loại ung thư ở tuyến giáp. Đặc biệt, bệnh nhân dưới 45 tuổi phát hiện bệnh khi khối u có kích thước nhỏ, chưa di căn sẽ có cơ hội chữa khỏi cao hơn lên tới 90 tới 97%. Với bệnh nhân ung thư tuyến giáp phát hiện bệnh khi kích cỡ khối u chỉ 2 mm thì chỉ cần phải cắt một bên thùy giáp có ung thư, thùy còn lại vẫn hoạt động bình thường. Những bệnh nhân này không cần phải uống thuốc bổ sung hormone tuyến giáp. Với bệnh nhân bị cắt cả hai thùy giáp, ngoài việc dùng thuốc bổ sung hormone tuyến giáp suốt đời thì sức khỏe và sinh hoạt hầu như không bị ảnh hưởng. Thời gian sống của người mắc ung thư tuyến giáp, thông thường thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư tuyến giáp trong vòng 10 năm là gần 100%. Tỷ lệ tử vong do bệnh rất thấp. Do đó, việc phát hiện ung thư tuyến giáp ở giai đoạn sớm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc gia tăng tỷ lệ chữa khỏi bệnh và hạn chế các biến chứng của các phương pháp điều trị. Vì vậy, khi có biểu hiện bất thường như khó nuốt, đau họng, sưng hạch cổ, sờ thấy khối u vùng cổ, bệnh nhân nên sớm đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám chẩn đoán kịp thời. Khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp, bệnh nhân cần phối hợp với bác sĩ để điều trị hiệu quả và theo dõi chặt chẽ để phòng ngừa bệnh tái phát. Ngoài ra trong sinh hoạt hàng ngày, người bệnh cũng cần chú ý ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và có chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi, tập luyện hợp lý. Trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tham khảo những phương pháp xoa bóp đơn giản điều trị mất ngủ. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.